Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nha khoa Thùy Anh. Niềng răng là phương pháp chỉnh răng giúp điều chỉnh các răng sai lệch về đúng vị trí trên cung hàm như mong muốn. Tuy nhiên, sau khi kết thúc niềng răng, đeo hàm duy trì là chỉ định bắt buộc và phổ biến. Khi mới hoàn thành quá trình di chuyển, ở vị trí mới, răng sẽ chưa hoàn toàn ổn định. Hơn nữa, các hoạt động ăn uống, vệ sinh răng miệng hàng ngày cũng có thể khiến răng có sự dịch chuyển, nên cần đeo hàm duy trì để ổn định các cấu trúc quanh răng như xương ổ răng, dây chằng quanh răng. Việc đeo hàm duy trì sẽ giúp tránh sự di chuyển sai lệch của răng về vị trí cũ, đặc biệt với các bạn răng lệch lạc, khớp khểnh nhiều. Hàm duy trì có nhiều loại với các ưu điểm khác nhau, phù hợp với những ca điều trị cụ thể. Bác sĩ chỉnh nha sẽ là người lựa chọn loại hàm duy trì phù hợp cho bạn sau niềng. Các loại hàm duy trì phổ biến có thể kể đến: hàm duy trì bằng máng nhựa trong suốt, hàm duy trì kim loại Harley, hàm duy trì kim loại cố định ở mặt trong của răng. Mỗi khách hàng sẽ cần đeo hàm duy trì đúng kỹ thuật và thời gian bác sĩ đề ra. Bạn khách hàng hôm nay của chúng tôi với tình trạng răng khớp khểnh và hô tương đối nhiều. Sau khi kết thúc niềng răng, bác sĩ chỉ định cho bạn sử dụng hàm duy trì kim loại tháo lắp Harley. Hàm duy trì Harley có thiết kế gồm phần nhựa ôm sát phía trong hàm trên và phần móc kim loại ôm phía ngoài răng cửa. Đây là thiết kế thông thường của hàm Harley. Tuy nhiên, ca điều trị của bạn khách hàng này khá đặc biệt, nên bác sĩ đã làm thêm hàng rào chống đẩy lưỡi cho bạn, giúp hạn chế đẩy lưỡi có thể gây ra tình trạng khe thưa sau tháo niềng. Loại hàm duy trì này mang đến cho bạn hiệu quả ổn định răng cao, có thể dễ dàng tháo ra lắp vào. Hàm này cũng có thể sử dụng cho cả hàm trên và hàm dưới. Sau khi tháo mắc cài, bạn sẽ được lấy dấu răng, sau đó gửi labo chế tác theo thiết kế và yêu cầu của bác sĩ cho từng ca điều trị cụ thể. Bạn sẽ được lắp hàm nhanh nhất có thể sau khi tháo mắc cài, giúp răng ổn định tốt ở vị trí ngay khi kết thúc điều trị. Các bạn có thể quan sát trên màn hình, quá trình bác sĩ lắp hàm duy trì Harley được thực hiện nhẹ nhàng, nhanh chóng và khá đơn giản. Sau khi đeo đúng vị trí khớp hàm, vị trí móc kim loại sẽ ở phía ngoài răng cửa, giúp duy trì vị trí hiện tại của răng, tránh xô lệch. Ở hàm dưới, bạn khách hàng đã được sử dụng hàm duy trì kim loại cố định được gắn vào phía sau của răng cửa dưới. Với hàm duy trì Harley, bạn khách hàng được chỉ định đeo liên tục 24/7 trong ít nhất 6 tháng, sau đó sẽ thực hiện đeo hàm vào ban đêm. Thời gian đeo hàm duy trì có thể thực hiện càng lâu càng tốt để mang lại hiệu quả tối ưu. Sau chỉnh nha, bạn sẽ được hẹn lịch tái khám 1 tháng, tiếp theo sẽ là 3-6 tháng một lần để bác sĩ có thể theo dõi các thay đổi và đánh giá sự ổn định trên hàm răng của bạn. Cùng theo dõi kênh YouTube của Nha khoa Thùy Anh để hiểu hơn về nhiều kỹ thuật chỉnh nha các bạn nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau!